Vâng, chào các bác làm vườn. Hôm nay bên shop dụng cụ em Thảo gửi tới các bác những cái mẫu bàn quay mà bên cơ sở em vừa mới làm xong. Và đặc biệt thì hôm nay em sẽ về những cái mẫu thùng đạn, một cái mẫu thùng của Bộ Quốc phòng để gửi tới các bác để mình đựng đồ, đựng kìm, đựng kéo. Và cái video ngắn hôm nay thì khi các bác mua một, em sẽ tặng các bác theo một dụng cụ nữa, đó là cái kéo tỉa trị giá 150.000. Và chắc chắn là khi các bác xem được cái video này, các bác cũng đang muốn biết giá của từng mẫu. Sau đó em sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Đấy, đây là những cái mẫu bàn quay mà cái video ngắn hôm nay em đang muốn gửi tới các bác. Từ những kích thước lớn nhất là cái mẫu bàn mặt 50cm, mặt 40, mặt 30 và chiều cao của nó là bao nhiêu, em cũng sẽ chi tiết ngay để các bác nhà mình được biết nhé. Đấy, với cái mẫu bàn quay đầu tiên là cái mẫu bàn bé nhất là cái mẫu mặt 22, cao 14cm, là chất liệu bằng thép, tất cả là đều bằng thép hết các bác ạ. Đây, cái bàn này thì em sẽ có màu vàng và màu đen. Cái mặt bàn này thì là mặt 22cm thì tương ứng với hơn một găng tay mình như thế này. Và nó cao 14cm các bác ạ. Đấy, và tất cả cái bàn nhà em thì đều có chốt hãm 100% như thế này. Và kể cả các bác mua cái bàn nhỏ hôm nay thì em cũng sẽ tặng theo các bác một cái kéo tỉa trắng, là một cái dụng cụ mà bên cơ sở em đang bán đắt hàng nhất với giá là 150.000 trên một cây. Đấy, đây các bác nhé. Thì cái kéo này để các bác tỉa cành này. Và cái bàn quay đầu tiên này thì bên cơ sở em Thảo đang gửi tới các bác giá sẽ là 350.000, giá miễn phí ship trên toàn quốc. Và đối với tất cả những cái mặt bàn quay này, nếu như các bác có nhu cầu đặt bàn quay điện thì em sẽ làm bàn quay điện cho các bác như các bác nhìn đây nhá. Và cái bàn quay điện hôm nay thì bác nào mà có nhu cầu đang ưng cái bàn quay này thì em sẽ để rất chi là rẻ. Bởi vì cái bàn này thì trong quá trình em bày lên nó xước sơn này, để nó hơi bụi, không được đẹp lắm. Cái bàn này thì em đang bán là 1.2 triệu đến 1.3 triệu tùy từng thời điểm nhé. Như hôm nay bác nào mà có nhu cầu em sẽ để cho các bác là 700.000. Cái bàn quay điện này, mặt 30, cao 14. Đấy, em đang cắm điện và đang chạy đấy các bác nhé. Thì cái bàn quay điện này trọng tải của nó thì sẽ lên tới tầm 1,5 tạ, 2 tạ. Tiếp tới là những cái mẫu bàn cỡ lớn hơn. Mẫu bàn mặt 30, cao 14 và mặt 60. Ví dụ như cái bàn màu vàng em để đây, nó cũng sẽ có hai màu để các bác nhà mình lựa chọn, một màu đen và một màu vàng như thế này. Thì cái bàn này mặt của nó là 30cm. Các bác cũng tương ứng với một găng tay rưỡi mình như này. Và cái bàn này thì sẽ cao 20cm. Thì với cái bàn màu vàng này cao 20 này thì em đang gửi cho các bác giá sẽ là 600.000 đồng trên một cái bàn cao 20, mặt 30, có màu vàng và màu đen để các bác nhà mình lựa chọn. Và tới cái bàn màu đen thì cũng như vậy nhá. Đây là mặt cao 20 này. Và một cái mẫu nữa là mặt 30 và cao 14 là cái mặt bàn này. Cái này chỉ cao 14 thôi nhá. Mặt của nó vẫn là mặt 30, vẫn như cái mẫu kia nhưng mà nó sẽ thấp hơn một xíu như này đây. Các bác nhìn này. Đấy, so như này luôn như này để các bác nhìn mình nắm bắt được. Thì cái bàn này nó sẽ rẻ hơn 50.000, giá của nó sẽ là 550.000 trên một cái. Và tất cả em báo giá hôm nay thì em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Và tới cái mẫu bàn to hơn là cái mẫu bàn mặt 50. Cái này thì các bác có thể pha ấm trà ngồi đây, ngồi uống nước đây này. Đấy, đặt ấm trà đây, cái này rất chi là to. Cái này thép của nó dày phải tới 5 ly nha các bác nhé. Rất chi là dày. Cái này thì cái nếu như các bác tâng cao hết cỡ thì nó cao gần tới 1 mét. Cái này có tùy chỉnh cao thấp nhá. Đây, cái tâng của nó đây. Đấy, cái này cao to nhất là em đang bán là 1.200.000 đồng trên một cái mặt bàn 50. Chân của nó rất chi là cứng, các bác có thể để trọng tải lên tới mấy tạ cái bàn này. Và tiếp tới là tới cái mẫu bàn mặt 40, là mẫu bàn tiếp tới này. Đây, mặt 40 này thì nó sẽ có giá là 1 triệu đồng, cũng tùy chỉnh cao thấp được. Đây, tất cả bàn thì đều có chốt hãm, tùy chỉnh cao thấp. Đây là cái bàn 1 triệu. Và tới cái bàn mặt 30, tầng cao hết cỡ là 80 thì giá của nó đang là 750.000. Cái bàn này, mặt 30 các bác nhé. Đấy. Và tới với những cái dụng cụ bàn quay này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc. Khi các bác mua một sẽ tặng các bác một cái kéo trị giá 150.000 ngay ở cái video hôm nay. Và với những cái mẫu thùng đạn này thì em cũng xin chi tiết luôn. Hàng vừa mới về, số lượng cũng rất chi là nhiều. Bởi vì cái này là của Bộ Quốc phòng, một lần là em cũng lấy một xe để phục vụ các bác. Thùng đạn này thì em sẽ có 3 kích thước, nó có loại 4 lít, 7 lít, 9 lít, 12 lít. Đấy, ví dụ như cái thùng nhỏ nhất này. Thùng nhỏ này thì kích thước của nó nhé,
nó dài 30. Đấy, chiều rộng này của nó là được tầm 14-15 này các bác này. Đấy. Bàn này thì nó sẽ có cái lối mở rất chi là đẹp ở đây. Em đã mở cho các bác nhà mình xem nhé. Em đo luôn và mở từng cái cho các bác nhà mình xem, sau đó báo giá ngay cụ thể để các bác nhà mình nắm bắt được. Cái này thì dài 17. 27. À dài 27, em nói sai. Dài 27. Rộng 10. Cao 18 nhé. Mẫu bàn số 1 đầu tiên, xin lỗi, mẫu thùng số 1 đầu tiên là em đang gửi cho các bác mẫu dày đẹp. Giá của nó sẽ là 340.000 trên một hộp. Giúp các bác đựng kìm đựng kéo này. Ví dụ như kìm kéo này, các bác để luôn vào trong này. Đấy, để cho nó tránh ẩm, tránh mốc. Rồi máy móc làm các bác có thể cho trong này nhé. Tất cả đều có giòn chống ẩm đây này các bác này. Giòn chống ẩm này, rất chỉ là ok. Và tới cái mẫu thùng thứ hai, dài 30, rộng 16, cao 18. Cao 18. Đây nha các bác nhé. Tất cả nó được bằng thép và sơn tĩnh điện. Cái này thì em đang gửi cho các bác là 440.000 trên một hộp. Cái này rất chỉ là dày dặn này các bác nhé. Cái mẫu này thì em lấy cái mẫu dày. Đợt trước không dày ở mẫu này đâu, đợt này toàn mẫu dày thôi. Tiếp tới là tới cái mẫu thứ 3, dài 32, rộng 19, cao 22. Cao 22 các bác nhé. Đây. Đấy, đây là bên trong. Tới cái mẫu cuối cùng là cái mẫu to nhất. Cái mẫu này cũng khác biệt nhất. Cái này là mở hai đầu các bác ạ. Dài 46, rộng 16, cao 25. Cao 25 các bác ạ. Cái thùng này sẽ mở cả hai bên. Và đây là cái lắp của nó này. Với cái thùng này nó tiện lợi nếu như các bác mà đi làm vườn, các bác đã có thể đóng hộp vào ngồi lên nghỉ ngơi luôn. Đấy, bởi vì nó cũng thay một chiếc ghế để cho các bác nhà mình nghỉ ngơi khi ra vườn. Thì với những cái dụng cụ này thì bên cơ sở em Thảo hôm nay sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Và với rất nhiều những cái dụng cụ làm vườn, khi các bác mà xem được cái video này mà đang quan tâm tới đồ nông nghiệp, dụng cụ kìm kéo, các bác đừng quên nhấn like, chuông, nhất là nút đỏ đăng ký ngay cạnh màn hình để đón xem được rất nhiều những cái đồ hay của bên cơ sở em Thảo qua những cái đoạn clip ngắn như này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.